Chào tất cả anh em nhé. Trung Mô Sai và Hồ Chụp Cảnh Sáng Ngân Liên đã có mặt tại vườn cây Bảo An Bonsai. Đây là một trong những vườn cây rất nổi tiếng của quê hương Nga Sơn. Đặc biệt là một trong những chàng trai trẻ Thanh Bóng đây cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu, có rất nhiều những tác phẩm đẹp mà thì anh em vào trong thì mới biết được tác phẩm đẹp nhé. Đấy, bước vào công viên thì anh em biết là với công viên đẹp như này thì anh em đang đầu tư cái hệ thống che chắn cho bể cá koi cũng như là không gian của nhà em. Nhiều năm rồi nhưng mà em Thanh em tu luyện rất nhiều những tác phẩm đẹp. Đây là những cây mà em mua về cũng như là tạo dựng này. Rất nhiều cây quý, rất nhiều cây VIP. Đấy, chung ra bonsai và anh em dám khẳng định vậy. Vì trẻ trung và em đã dám đầu tư như này rồi. Chào em Thanh nhá. Hôm nay anh em hội cũng đã bớt chút thời gian để ghé thăm cũng như là chia sẻ kết nối lên đây. Có những tác phẩm thì anh em cũng đã xem qua rồi, nhưng mà có những tác phẩm thì anh em biết là nó là không gian như này đẹp lắm. Một ngày gần nhất thì chúng tôi sai hứa là sẽ lên chia sẻ kỹ hơn. May thì do là nắng rất là to. Kỳ này đang đầu tư mái à Thanh? Nắng quá đúng không? Che cho cái hồ cá này, hồ cá koi. Đấy. Em Thanh thì có dịch vụ chuyên thiết kế thi công khuôn viên vườn cây bể cá koi hiện này. Hồ cá koi là cá. Đấy. Thì nếu mà mọi người cũng nắm bắt được cái địa chỉ, chúng tôi sai quay ở đâu rồi. Có dịp thì có thể là liên hệ trực tiếp với em Thanh để có thể là nhận được những cái công trình, cái ý tưởng của mình để em có thể là thi công. Tác phẩm này cũng là một tác phẩm chua dần à. Si này nhỏ nhỏ xinh xinh nhỉ chú dần nhỉ. Đấy, nhỏ nhỏ nhưng có võ đúng không? Từ thời thanh niên đến em Thanh cũng đã tạo dựng tác phẩm này rồi. Này đến năm học 2. Từ năm học cuối 2 năm 2 là. Này em biết cái này. Cuối cấp 2. Chào tất cả các bác với này anh em yêu cây trên toàn quốc nha. Hôm nay là đoàn chúng tôi là trong ban thường vụ của xin xã Nga Liên cũng đến vườn của thằng cháu Mai Sĩ Thanh, một chàng trai trẻ mà cũng là một hội viên tích cực ở trong chi hội 8 của hội xin việc cảnh xã Nga Liên. Chi hội 8 là bầu cháu Mai Sĩ Thanh và tới đây là vào trong nghệ nhân của hội xin cảnh tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp này tôi cũng xin trân trọng giới thiệu cháu này, vườn cây của cháu này. Và đặc biệt là cháu nó có một cái tay nghề làm hồ cá koi cực kỳ xuất sắc. Nếu ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với cháu Thanh. Cháu Thanh sẽ cố gắng là giúp đỡ tất cả mọi người có một cái hồ cá koi để cùng chơi với nhau cho nó vui, để tạo ra một cái cuộc sống đầy phong phú. Đây là một chàng trai trẻ. Mà cảm ơn chú Dần nhé. Đúng hôm nay là cũng rất là tuyệt vời. Đây kéo cái hồ cá koi. Okay. Đây nhé cả nhà nhé. Thì cái không gian này thì chắc chắn là một cái không gian rất là nhỏ thôi, nhưng mà để thiết kế những không gian to của em Thanh thì chắc là em mọi người cũng thông qua một số kênh YouTube cũng như là Facebook rồi. Em Thanh em đã làm rất nhiều hồ Nam Bắc có cả đấy. Cá Nhật nên là nó cứ xúc 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 ở nhà Thanh nhỉ. Vâng. Đấy, thấy không? Nó thân thiện, rất là thân thiện. Mình là cung cấp luôn cả cá nữa nhờ Thanh nhỉ? Có trại luôn đấy ạ. À có trại luôn đấy nhá. Cá coi Nhật đấy, Việt em được bỏ. Ok. Đấy, cả nhà cảm nhận. Cá bắt tận trại luôn. Bắt tận trại. Đấy nhá, thì mọi người rước qua một cái không gian tí thì chú Mô Sai và chú Dần thì cũng như là đoàn đây thì cũng cảm nhận được rất nhiều. Rất nhiều những tác phẩm đấy rồi. Thì hẹn một ngày gần nhất để chúng con sai chia sẻ kỹ hơn, thì vì vừa đến nhưng mà các bác cũng đã bận rồi.
để chiều chiều mát. Tiếp tục tại vườn cây của em Sơn Bonsai, một trong những thanh niên trẻ nhưng mà có đôi bàn tay vàng của làng cây cảnh Quê Nga Sơn. Đấy, em có rất nhiều những tác phẩm đẹp mà những cái phôi chất lượng. Đấy, hôm nay thì đoàn cũng ghé thăm và cũng muốn chia sẻ lên đây. Không gian đằng trước thôi. Nó này em có rất nhiều những cốt xi cũng như là những cái cây mà chăm sóc đây. Mặc dù không gian rất là rộng rồi nhưng mà số lượng cây của em rất là nhiều. Nên là nhìn nó anh em thấy nó hơi chật thôi nhưng mà số lượng cây của em Sơn thì mỗi ngày một nhiều lên. Quay cho các bác xem là tài nguyên thôi chứ còn thực ra là cây thì đấy. Đoàn cũng ghé thăm và chia sẻ cũng như là đồng hành với vườn cây của em Sơn thôi. Hôm sau thì muốn chi tiết thì anh em xem tiếp tục ở kênh Trung Môn Sai nhé. Vì rất nhiều những tác phẩm em Sơn chưa dọn ra. Đấy, cây đã có tốt lắm, mùa hè này không dám cắt. Hứa với các bác là em sẽ quay video chi tiết vườn cây của em Sơn đây để gửi tới tất cả anh em. Với những cốt cây mà đẹp như này thì chắc chắn về quay chi tiết thì anh em mới cảm nhận được. Xin chào tất cả anh em nha. Tiếp tục tại thôn 3 đây thì Trung Môn Sai đang có mặt tại vườn cây của anh Hồng, một trong những người cũng rất là có tiềm năng về cây cảnh cũng như là cây ăn quả. Thì hôm nay là đoàn cũng rất vinh dự được tham quan và chia sẻ kết nối với tất cả anh em gần xa, đặc biệt là anh em yêu cây cảnh trong và ngoài nước. Thì đây là những tác phẩm mà mình nói không đồng thì cũng không phải, nhưng mà những tác phẩm mà phải nói là từ chính đôi bàn tay của anh Hồng tạo dựng lên một cái cơ ngơi cái vườn cây cảnh mà nó lên đến hàng trăm cây cảnh như này. Anh chỉ bỏ ra số tiền cũng tương đối là khiêm tốn, có những cây chỉ bỏ ra một vài trăm ca thôi nhưng cũng đã cho cái thành quả đến bây giờ là rất là cao rồi. Đấy, số lượng cây này, vườn cây này. Đó, thì hôm nay là may là cũng dạo quanh một số vườn cũng đã ghi nhận như cây này. Đấy, như cái cây như này chỉ 100 ca rồi này. Đấy, mà hiện đã sở hữu một cây và nó là da rẻ dày dựng sụn. Đấy, cây này thì làm cây xanh quê thôi nhưng mà lá tương đối đẹp. Rất rẻ, anh mua 30 cây mà có đến 3 triệu, hơn 3 triệu về thì cắt hết và làm lại. Đấy, form dáng như này thì đến bây giờ cũng đã thành công rồi. Thì hồi buổi sáng nay thì Trung Môn Sai cũng ghé qua và muốn chia sẻ, nhưng mà thôi vậy thì ta cũng chương trình như nào chú? Thì ta cũng chỉ qua đây một chút thôi, còn hôm sau ta sẽ ra đây ghi hình chi tiết đúng không? Vâng, rồi được qua một chút, cảm ơn tất cả. Qua đấy để khoe với anh em và ông chi hội trưởng chi ba của tỉnh Cảnh Sáng Mali để cho anh em yêu cây trên toàn quốc biết được cái phong trào của sinh vật cảnh của Mali. Còn rất nhiều chứ không đâu, trên dưới 100 hội viên mà vườn nào cũng như vườn này. 120 hội viên. Ok, phải ta lên đường nhờ chú nhỉ. Đi không ơi. Em Quang cũng chưa vào ngó gì, mới lùi xe chưa vào ngó gì nó bắt ông đi về.
Kem thánh này, kinh khủng chưa? Quá kinh điển. Hôm sau chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết để cho bà con cũng như là mọi người. Cái chậu này ai làm vậy? Cái chậu này ai làm vậy? À, đây là cũng tuyệt vời. Con này là ná về là đẹp rồi ông cái xiên. Bác nào mà chưa không xem thì cũng phí cả cuộc đời chiến thánh. À, tiếp tục tại một vườn cây cũng được anh em chúng tôi trong đợt này bầu chọn làm nghệ nhân mới, thì anh Quyết đây cũng là một trong những người rất là đam mê cây cảnh, cũng có nhiều năm cống hiến trong hội chụp cảnh rồi. Đấy. Có khuôn viên đẹp đấy anh Quyết ạ. Thôi anh ạ, không phải ấy đâu. Bác ơi, do ngược sáng lên ta đứng chênh chênh thì tí nha. Nó ngược sáng lên là phải đứng chênh chênh về mới được. Rồi, đứng vậy, đứng vậy, được, được. Ok, ok, chụp ảnh nhá. Chào tất cả các bác, các anh, các yêu cây trên toàn nước nhá. Hiện tại là đoàn ban thường vụ hội chụp cảnh năm nay có mặt tại sân vườn nhà anh Đinh Văn Quyết, chi hội trưởng, chi là hội viên, chi là phó nhà phó. Vâng. Phó chi hội chi bảy. Đấy rồi. Cảnh sáng lên. Ok. Lần này là Đinh Văn Quyết là cũng có tên trong danh sách bầu nghệ nhân. Vâng. Hội chi về cảnh sáng lên. Thì cũng xin nhân trân trọng giới thiệu và kính mời tất cả các bác các anh em về quê hương này đến chúng tôi tham quan cây và chiêm ngưỡng cái phong trào của hội sinh vật cảnh Nga Liên chúng tôi nhá. Vâng, cảm ơn ông. Càng đi càng nhiều đúng không? Càng đi càng phát hiện ra nhiều tài nguyên. Đấy, con mời góc gửi chân đi, chúng ta sẽ quay một chút. Đây là những cái tác phẩm xì, những cây xanh này. Anh Quyết này, con này đẹp đấy nhỉ? Đấy, phu thê. Chúng ta sẽ có một tác phẩm phu thê như đây, gặp tác phẩm phu thê giao duyên đây này. Bạn nào khác chưa anh? Có si này mua của ai, quen quen thì chú giật nhỉ? Cái nước quét sơn nó đẹp. Các vườn cây đây thì chúng tôi sẽ review sau.